Và xin chào anh em. Ở trên tay tôi đang là các cái sản phẩm xưởng mới gửi về cho tôi đây, để hôm nay để trả hàng cho anh em. Hôm nay thì có 4-5 sản phẩm của anh em, thì ngày mai ngày kia thì sẽ xong nốt cho anh em. Trong cái đợt này thì cũng có khoảng hơn 10 sản phẩm anh em đặt hàng, thì tất cả là hàng tuyển chọn Ruby và Spinel. Tất cả là hàng đẹp, hàng đạt chất lượng tiêu chuẩn. Thì bây giờ mời anh em cùng xem cái mẻ đầu nhé. Có nhiều cái 1, 2, 3, 4, 5 món luôn. Bây giờ tôi quay sơ bộ để cho anh em xem nhẫn của mình nhá. Thì đầu tiên đây, viên này nó cái nhẫn viên si rất là đẹp. Hàng sạch tinh, tiêu chuẩn lửa rất tốt. Tiếp theo là một nhẫn ruby này, nhẫn trơn. Nhẫn văn phòng rất là nhỏ thôi, xinh xinh thôi. Đây là nhẫn nữ spinel này, ô viên này đẹp lắm nha. Viên này kết kim cương, lửa chiếu rất là mạnh luôn. Xem trong túi đã thấy nó sang như này rồi. Đây là cái nhẫn ruby nhẫn nữ này, lửa toàn viên, hàng chất lượng rất là cao, hàng vip, hàng rất là chất đấy, hiếm lắm. À, đây là một cái mẫu nhẫn nam văn phòng rất là đẹp và rất là sắc nét. Để tôi sẽ đi chi tiết cái nhẫn này trước cho anh em xem, cho anh em ngắm. Nhẫn này thì của một anh ở Hà Nội, với cái viên đá trọng lượng hơn 2 carat thôi, nhưng nó rất là đẹp. Vâng, bây giờ đi vào chi tiết sản phẩm thì tôi muốn mời anh em chiêm ngưỡng chiếc nhẫn này trước. Đây là một chiếc nhẫn nam và thiết kế cho anh em văn phòng cũng như anh em đam mê đá quý, mà chúng ta chỉ thích đeo những viên đá nhỏ nhỏ mà đẹp thôi, thì đây cũng là một cái mẫu nhẫn rất là hợp lý cho anh em, đáng để tham khảo. Thì mẫu nhẫn này được thiết kế với cái hai bên đó là hoa bách hợp. Đây là một loài hoa biểu tượng, biểu trưng cho giới hoàng gia châu Âu. Và đây cũng là một cái nét văn hóa rất là lâu đời từ bên châu Âu. Họ sử dụng giới hoàng gia, họ sử dụng logo và sử dụng loài hoa này trong thiết kế rất là nhiều, cũng như trong họa tiết về trang trí. Và nói về lịch sử của hoa bách hợp này thì rất là nhiều và rất là dài. Thì hiện nay chúng ta thiết kế lên một chiếc nhẫn cũng có thể nói là nhẫn hoàng gia. Có thể gọi đây là một chiếc mẫu nhẫn hoàng gia cho anh em. Với cái mẫu nhẫn này thì chúng tôi phải thiết kế đó là ghép, nhẫn ghép và hai màu. Muốn làm nổi cái họa tiết logo thì cái nền chúng ta phải làm cát mờ và màu trắng. Sau đó là khi đúc xong thì chúng ta ghép cái họa tiết này vào sau bằng cách đó là hàn laser, để cho chúng ta làm nguội kỹ được từng các chi tiết. Nếu chúng ta đúc liền thì chúng ta sẽ không làm nét được các chi tiết như vậy. Để chúng ta nhìn thấy từ mặt nhẫn cho đến thân nhẫn, tất cả đều bóng mượt và sáng loáng, với một cái kỹ thuật làm nguội rất là cao và rất là tinh xảo, chúng ta mới có một chiếc nhẫn sáng như thế này. Thì đây là một cái mẫu nhẫn mà anh em đáng ghi nhớ và anh em đáng để quan tâm. Và tổng chi phí cho chiếc nhẫn này nó khoảng trên dưới 20 triệu cho anh em. Anh em nào yêu thích cái mẫu này thì đặt hàng cho chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình. Xin cảm ơn anh em.